Chào các anh chị và các bạn, đây là kênh mà tôi sẽ tổng hợp kiến thức, hình ảnh về các loài cây của Việt Nam và công dụng của chúng trong cuộc sống của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cây rau om, còn gọi là ngủ om, mò om, ngủ, thuộc họ hoa mõm chó. Cây rau om là cây thân thảo, chiều dài trung bình từ 20 đến 30 cm, thân giòn, bên trong rỗng, có mùi thơm, dọc theo thân cây có nhiều lông mịn bao phủ. Lá ngò om có màu xanh, kích thước nhỏ, nhẵn, mép lá hình răng cưa nhỏ, mọc đối xứng, sát và hơi ôm lấy thân cây, lá không có cuống, hoa ngò om hình loa kèn, có 5 cánh màu tím nhạt trên đầu, trắng phía dưới, hoa mọc đơn ở lách lá, nhụy có màu vàng, quả ngò om có dạng nang nhẵn, ngắn, dọc quả có nếp nhăn và biếu, bên trong chứa hạt đen nhẵn, hình trụ. Rau ngò om ở Việt Nam có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Hiện nay rau ngò om được tìm thấy dễ dàng ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Loại rau này ưa sống ở môi trường nóng và nhiều nước, mọc nổi trên mặt nước. Ngày nay rau ngò om được trồng trên cạn để làm gia vị, tuy nhiên cần tưới nước thường xuyên và đầy đủ để cây phát triển khỏe mạnh. Ngò om thường dùng làm gia vị nấu canh chua, canh cá. Y học cổ truyền, rau ngò om có vị cay, tính mát, có công năng thanh nhiệt, giải độc, tiêu thũng và chỉ dưỡng. Dược liệu ngò om thường được sử dụng trong các bài thuốc chữa bệnh trong các trường hợp sau: sỏi thận, sỏi túi mật, đầy hơi, bí tiểu, tiểu ra máu, đái dầm, tiểu không tự chủ, huyết trắng, sỏi, ho, cảm, chảy nước mũi, bị rắn độc cắn. Anh chị nên tham khảo ý kiến tư vấn của bác sĩ trước khi sử dụng vị thuốc này. Nếu thấy nội dung này là hữu ích thì nhờ anh chị chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình và ấn thêm vào nút like để giúp cho kênh có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị. Chúc anh chị có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc.